cẩm diệu không muốn chồng về việt nam nhưng vừa nghe mạnh quỳnh về đã làm điều này thì ủng hộ ngay trước kia mạnh quỳnh thường xuyên bay đi bay về việt nam thì vợ không bao giờ có ý kiến vì mỗi lần về đều có phi nhung trong chân nên cẩm diệu rất yên tâm duy chỉ có một lần duy nhất cẩm diệu không vui đó là năm ngoái đúng thời điểm việt nam gặp dịch bệnh mạnh quỳnh vẫn bất chấp về riêng năm nay thì khác có nhiều thứ thay đổi thay đổi lớn nhất có lẽ là Mạnh Quỳnh về Việt Nam sẽ không còn ai trong trần chồng giúp cẩm diệu nữa. Chính vì thế khi hay tin cuối tháng tư này Mạnh Quỳnh sẽ về Việt Nam thì vợ rất không vui. Phần là nếu vì Mạnh Quỳnh về thì Cẩm Diệu phải chăm nom nhà cửa con cái một mình rất vất vả. Nhưng nguyên nhân chính khiến Cẩm Diệu lăng tăng là bởi bản tính Mạnh Quỳnh vốn cả nể. Mặc dù năm nay đã ngoài 50 nhưng nhìn vẫn rất phong độ, lại có nhiều phanh nữ cảm diều để chồng về việt nam một mình thì không an tâm một chút nào tuy nhiên khi mạnh quỳnh vừa nói lý do về vào tháng tư tới thì vợ lại lập tức ủng hộ phía quản lý mạnh quỳnh cho biết mục đích trở về lần này là để thăm các con nuôi của phi nhung đồng thời đón ba cô con gái sang mỹ biểu diễn ngoài ra quan trọng hơn hết có thể mạnh quỳnh sẽ đưa đức hiếu đi cùng vì anh ngỏ ý muốn nhận cháu làm con nuôi Thêm vào đó Mạnh Quỳnh cũng muốn ghé vào chùa Pháp Lạc để bàn bạc với sư cô về chuyện sẽ cùng Wendy đem trò cốt về đó cho mọi người tới thăm. Trước những công việc quá ý nghĩa đó, Cẩm Diệu lập tức ủng hộ ngay chuyến trở về của Mạnh Quỳnh vào cuối tháng tư này.